này chỉ mang tính chất vui vẻ giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào đi ngược với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Đúng là coi như là mình bày tỏ tình cảm của mình đó đến bạn là như vậy á. Là sao? Là bà bày tỏ tình cảm với tôi hả? À đúng đúng. Ok, yêu luôn. Mày đi lên phường đăng ký giấy kết hôn yêu luôn, cưới luôn. Cái gì ghê vậy? Cái gì ghê vậy? Cái gì ghê vậy? Ngày này thì nó mới thật nha mọi người. Chứ còn tỏ tình vào những ngày bình thường thì làm sao mà các thành viên trong Hero Team tin được thật mà, đúng không mọi người? Nên là bây giờ tôi sẽ gọi cho các thành viên bắt đầu tạo trời ơi, mùi hoang mang quá. Hy vọng là ngày hôm nay tỏ tình thành công 100 level luôn đấy mọi người. Ây da. Ủa bây giờ rơi thật hả? Không sao nha mọi người, hết cả hồn. Ok, và bây giờ thì chúng ta cùng tỏ tình các thành viên trong Hero Team thôi. Let's go. Bây giờ thì Mui sẽ gọi điện cho những người đó nha mọi người. Và thí sinh đầu tiên của Camui sẽ chọn ai đây ta? Ok, và đây, điện thoại đã reo ở đây. Tút. Trời ơi, không biết bao giờ sáng có nghe máy ngay không ta. Tại vì hôm nay là ngày 14 tháng 2. Mà ngày 14 tháng 2 thì không biết Sam có rảnh không ta. Từ, Sam ơi, có nghe không ta? Alo. Hello em Mia, hello Sam, em đang làm gì vậy? Gì vậy? Tự nhiên em đang... Ủa, đang làm gì kỳ quái chi vậy? Ủa, cho Discord. Ủa, hôm nay không đi chơi hả? Trời ơi, trời, làm như có bộn đi chơi. Bạn tôi là con người con chăm chỉ kiếm tiền, ok? Thôi đi chơi chi. Trời ơi, đúng là em của tôi có khác chăm chỉ quá. Thật ra chị gọi cho em ngày hôm nay á thì cũng không có gì gọi là... chị hôm nay là ngày 14 tháng 2 á, là ngày hôm nay là ngày 14 tháng 2 là ngày cô đơn nhất đối với chị, mà chị lại gọi em chắc chắn là có ý đồ gì xấu xa, đúng không? Không có ý đồ gì xấu xa hết á. Em có bao giờ thấy chị lúc nào cũng đối tốt với em mà, đúng không? Có hả? Có đó, coi như có đi. Ơi, rốt cuộc kiểu em làm gì để em còn đi làm việc nè. Chờ thời gian em làm bạn là bạn. Thật ra là chị gọi em thì chị ngày hôm nay là ngày 14 tháng 2 nên chị muốn làm một thứ. Chờ chị xíu. Không làm gì chị đâu mà phải chờ. Chờ không phải là vì cái gì cả, mà là vì kiểu lấy hơi, lấy không khí, lấy can đảm, em hiểu không? Cái gì? Nói gì với em mà can đảm vậy? Không có chuyện gì phải, quan trọng phải, hả? Phải quan trọng chứ, thật ra thì... trời ơi, tôi hồi hộp quá. Chị muốn nói với em một điều á, là... thì bình thường chị đối tốt với em thì thật ra là bình thường người ta cũng đâu có bình thường là chị đối tốt thì... nghe xa vời quá chị. Đúng mà em lúc nào chị cũng đối tốt với em mà em đúng mà đó thì thật ra không phải tự nhiên mà chị như thế, là bao giờ cũng có lý do của nó, là thật ra là chị thích em á, nên là chị mới như vậy á. Là chị thích em á. Tỏ tình á. Thật mà. Ủa, chị có bồ xong tự nhiên bây qua tỏ tình với em là sao? Thì đấy là nguyên nhân chị không có bồ, là tại vì chị thích em nên là chị không có bồ đó. Không có nhau. Đúng cái khoảng thời gian 14 tháng 2 Valentine tình veo đúng không? Đúng rồi. Không biết là em có, thôi mình bỏ qua Phong đi, Phong là một cái thế giới khác rồi, một đẳng cấp khác là thế giới Bình Dương rồi. Em có thích Hà Nội không? Là chị thích em thật luôn. Thật mà. Hả? Hay là
ơi, ai đi chọn? Giỡn thôi, người ta không có chọn, người ta chỉ có nói thật thôi. Khi mới tỏ tình mà mình cảm giác gì ta? Giỡn gì à không? Thì giỡn. Rất là thích. Giỡn là em bảo giỡn. Em có tắt đi. Em có tắt từ giờ không chị? Chị bảo lúc nãy chị cũng, từ đây chị cũng ngại em nhớ bộ, nhưng mà chị đã cố gắng nói ra mà em nói lòng là em bảo giỡn đi chị. Chờ em 5 giây. Hả? Gì 5 giây? 5 giây làm gì? Tại sao cần 5 giây? 5 4 3 2 1 5 giây làm gì vậy? Lù nếu mà Camui bật cam thì tức là Sam đồng ý hả? Ok, tôi biết ngay mà. Mọi người biết sao không? Tại vì không thể nào mà tự nhiên tôi như này được không mọi người? Chắc chắn là phải có lý do gì đó. Tại vì Camui là một người theo trường phái không tình yêu. Nên là nếu mà Camui nhắc đến tình yêu thì chắc chắn người khác sẽ sẩn. Thì nó cũng đúng. Thôi kệ đi. Bây giờ Sam là thôi bỏ qua cô ấy, kích cô ấy ra khỏi phòng. Yeah. Đó. Và bây giờ sẽ đến người khác, người tiếp theo, ai biết gì đâu. Tỏ tình này sợ lắm mọi người. Thật ra lúc nãy Camui bảo hồi hộp á, không phải là Camui hồi hộp giả vờ, đâu, mà Camui hồi hộp thật á. Tại vì nó nào ra Camui là tụi người thuộc trường phái kiểu không có tình yêu á, mà bảo Camui kiểu bảo thương ai thích ai, nó khó lắm luôn đó mọi người ơi. Tại sao vậy? Tại sao tôi lại làm cái này vậy? Đến người khác thôi. Chắc là người khác thì nó sẽ dễ dàng hơn. Tức là mình có một lần rồi, lần hai sẽ dễ dàng hơn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ gọi Kyron nha mọi người. Sammy rồi đến Kyron. Yeah. Ok, và chuông đang reo rồi đây. Không biết thì Kyron sẽ gọi là cảm thấy như thế nào nếu mà Camui tỏ tình với Kyron nhỉ. Okay. Hello. 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 Kai. Hello. 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 Nghe đi không? Nghe đi không? Đang ăn. Ủa? Đang ăn gì thế? Chờ cho chị ăn mới. Đang ăn bánh bông lan, cái bánh này mập lắm, không ăn được đâu. Ủa? Bánh mập hả? Bánh con chim miếng gái. Tí nữa đem miếng hồng vậy chưa? Trời ơi, cảm động, trời ơi. Thế này là có. ngoài bánh ra em còn nhớ hôm nay có sô-cô-la gì không? Có sô-cô-la gì không? Cho xin miếng được không? Ủa, có, không có. Trời ơi, hôm nay là ngày Valentine chị hai. Có sô-cô-la hả? Trời ơi, đem xuống cho chị đúng không? Có, trời ơi, chị thích thì em đem xuống cho chị luôn. Đấy, em mua cho sim á. Em định mua cho sim, nhưng mà nếu mà chị thích thì em không cho sim ăn luôn, em cho chị ăn luôn. Trời ơi, cái gì nhỏ thật luôn. Là không cho sim nữa mà cho chị hả? Còn gì nữa, trời ơi, em này suốt ngày em là chỉ có yêu thương chị nhất thôi, trời ơi, đúng, biết đúng, mà. Đúng rồi, chị biết mà, thật ra mình, thật ra là cái đó lúc nào thương chị đó. Ủa mà tính ra là nãy giờ xàm xàm thôi, chứ chị gọi có gì không vậy? Là hôm nay là 1 tháng 2 không, chị hỏi em có sô-cô-la không á, thì thật ra là nếu mà em không có thì chị sẽ tặng cho em một hộp. Chị tặng em một hộp? Thì sô-cô-la đó. Ủa nhưng mà em nhớ là sô-cô-la mà ngày Valentine thì người ta chỉ tặng cho các cặp đôi rồi mà. Em với chị em đi tặng sô-cô-la là trời. Thì thật ra là chị biết là em cũng có với Sim thích nhau rồi á. Thật ra là lúc quen em á là chị không có dám nói. Nhưng mà thì hôm nay cũng ngày 14 tháng 2 thì ít nhất thì chị cũng muốn cái tình cảm của chị được một lần được nói ra. Nên là thật ra thì chị muốn tặng sô-cô-la cho em á. Chị thấy em đẹp trai không chị mê à? Biết á là dạo này nhan sắc em cũng thăng hạng. Thì da mặt em cũng đẹp hơn. Mà tối nay em nói chị nghe nè, mình là chị em với nhau á thì chị không nên là thổ lộ ra nó lộ liễu vậy. Mình có thể thể hiện bằng những cách như kiểu mình quan tâm nhau được cái thứ thôi. Ra là em biết là có thể là chị với em, nhưng mà em là cũng là người yêu của Sim rồi. Chị làm vậy á, là thứ nhất là không tốt với em, thứ hai nữa là không tốt tới Sim mà cũng ảnh hưởng đến cả team nữa. Không, thì chị cũng biết thế, nhưng mà cái chị muốn là chị không có ấy.
chỉ muốn một lần được nói ra cái tình cảm của bản thân thôi, chứ mà không có gì hết á. Chị tất nhiên là chị em nói chị nghe là em biết là tuy là em đẹp trai thiệt, em biết là em kiểu gọi là hát hay đó. Trời ơi, chị làm vậy thiệt luôn á, khó xử với thợ luôn á. Bây giờ không lẽ giờ em đi nói với lại gọi là mọi người rằng là trời ơi giờ ca mui nó thấy cay vậy, ca mui thích quá giờ sao giờ. Nên là em không từ chối nha. Với lại em mà em lái máy bay á, nhưng mà em chỉ lái máy bay vừa vừa thôi chứ em không có. Xin lỗi chị không xúc phạm, xin lỗi chị thật là khốn nạn, xin lỗi em rất là nhiều, chị không muốn đau lòng quá, xin lỗi. Thôi tạm biệt cái nhá. Xin lỗi cái rất là nhiều, xin lỗi. Mọi người, chứ thôi tôi lỡ lời, tại vì ai bảo cai chứ xúc phạm tôi làm gì. Tôi lúc mà có tuổi thì cũng có hơi cao một xíu, chứ đâu có đến mức nào đâu. Mà nói tôi như vậy đau lòng lắm biết không. Thôi, mọi người khác không chứ rồi. Nãy giờ trêu hơi quá đà rồi, biết làm gì bây giờ ta, biết giờ nói sao bây giờ ta. Mà thôi kệ đi, bây giờ mình gọi đến người tiếp theo. Bây giờ mình sẽ gọi Phong Cận đi ha. Ok, Phong Cận, ok đã gọi Phong Cận rồi. Cái này đi đường nào ta, trời ơi đi đường kiểu gì vậy. Ủa ai sắp xếp ra cái đường kia cũng theo đây. Phong đến chưa ta? I love you baby. Sao nghe cưng quá ạ? Em đang nghe nhạc thôi, có gì không chị? Chị vừa... mà sao dạo này nhiều người gọi điện thoại quá ta? Tính ra bình thường mình vô trong Facebook mình nhắn tin được, mà sao dạo này chị em gọi điện thoại hơi nhiều nha? Không, là kiểu nhiều khi mình chỉ có gọi điện thoại á thì nó mới gọi là riêng tư. Còn nếu mà gọi kiểu gọi bài chung thì nó hơi ấy quá. Rồi chị nói thì giọng em dạo này thường á, em hay nói cái giọng bình thường á thì... Hồi chị em hay bảo giọng em kỳ, cho nên hôm nay em thử nói cái giọng như thế này coi mọi người thấy giọng em thế nào mà. Không, giọng này nó kỳ hơn em ạ. Em đừng nói giọng này nữa, em hãy nói giọng bình thường đi. Giọng này nghe nó kỳ lắm em. Đây là, nói chung là từ từ để chị lấy can đảm đó em. Bình tĩnh nha, chờ xíu nha. Hay là chị mới vừa làm hư hỏng cái gì của em rồi xong rồi chị xin lỗi đúng không? Chị phá dàn PC của em hay là chị vô chị phá hủy đôi giày của em ạ? Không, những cái đấy thì những cái gì có thể sử dụng tiền để thay đổi và chữa trị được thì cái đấy chị không sợ lắm. Đó, tại vì đơn giản là nếu mà chị không bỏ tiền ra sửa được dùng cho em thì chị có thể lai lưng ra làm thuê cho em để trả cho em. Nhưng mà cái này nó khó khăn vất vả hơn nhiều cái đấy á. Vì cái này nó không phải là muốn mà được á. Thì thật ra là em cũng đẹp trai, nhìn cũng rất là đẹp trai. Ôi, mới khen em hả? Có, chị khen em mà, em là trời đẹp trai. Trời ơi, động đất sóng thần, trời ơi. Ủa, chứ bình thường chẳng lẽ chị không khen em đẹp trai hả? Không, bình thường chị đâu có bao giờ chị khen em đâu. Chị nhớ là đi, chị có bao giờ khen em đâu trời. Ủa, chứ chị bình thường chị nói sao? Bình thường á, Tàn, chị chơi tóc em xấu nè, rồi chị chơi là em mập mà, rồi chị... nói gì mà lâm lá trơn. Nếu mà bình thường chị nói vậy á, chắc là để che lấp đi cái mà bây giờ chị muốn nói này. Thật ra là chị có vì em đẹp trai á, nên là nhiều khi chị nhìn chị cũng thấy cũng hợp hợp á. À, không biết là em có muốn được nhận sô cô la ngày hôm nay không? Thì đó, không biết là em có muốn nhận sô cô la không? Người ta chỉ tặng sô cô la cho người yêu vào cái ngày này thôi. Chị tặng em. Thì... Chị cô đơn quá, cái đầu chị bị vậy đúng không? Không có, cái này là chị muốn hỏi thật luôn á. Tại vì chị biết là em cũng có thích Sam và hai người cũng có thích nhau. Nhưng mà nhiều khi nhớ đâu thì mình có thể là có những cái tình cảm mà bình thường mình không để ý đúng không? Trời ơi! Sao? Trời ơi! Sao nhớ? Bữa trước mới vừa rút cái tờ mà lì xì của chị á, bên trong nó ghi là em sắp tới sẽ gặp được một người cung gì song tử song tử chị là cung gì á? Chị cung sử nữ em ơi, chắc là
em còn người yêu thứ ba nữa. Trời ơi, chết rồi, sao mà đố số mình là đào hoa dữ vậy ta. Chết thì dù á là em nói thật là chị cũng xinh thắng dễ thương à, thử là em không thể nào mà em có thể gọi là chấp nhận được, hiểu không? Tại vì là trong lòng em chỉ có mình Sammy thôi. Với lại á, lần sau có quay clip nó nhỏ nhỏ nha chị, em đứng trước cửa nè, em nghe chị nói. Nghĩ đi, từ hôm giờ một tuần thôi mà hết Simmy gọi đến Sammy gọi, rồi bây giờ đến chị gọi, chị nghĩ là em có nghi ngờ không? Thì ai biết đâu, ai biết trong em cuộc sống này nhớ đâu người ta nói thật, nhớ đâu chị nói thật thì sao? Thì sao? Không tin được, không tin được. Chị gian xảo lắm. Thì chị mà rất xảo. Chị chưa bao giờ lừa lọc ai. Chị có bao giờ lừa em mà bao giờ cái gì không? Đúng không? Có. Ủa có hả? Có hả? Thôi có. Em mà thôi em nói chuyện với chị đâu. Chị hay lừa trẻ con. Không có, hôm nay mày có thôi. Thôi dạ, thôi được. Cảm ơn chị hôm nay khen em đẹp trai nha. Mặc dù em biết em đẹp trai thật nhưng mà ôi trời, dù chị có tỏ tình thiệt á thì cũng xin lỗi nha. Em mà trong lòng em của mình Sam thôi. Xin lỗi nha. Nhưng mà xã Phong biết gì không? Nãy chị tỏ tình Sam á, Sam qua tặng chị hoa hồng. Chị bảo là chị không lừa lọc em cái gì mà đúng không? Thì đúng là hôm nay tỏ tình thì lừa thật, nhưng mà lẽ là thật nha. Có các bạn fan làm chứng nha. Thôi ok, tạm biệt Phong nha. Ủa đi rồi. Ủa đi rồi. Đi rồi. Ok, và bây giờ chúng ta cùng đến với phần tiếp theo nha. Trời ơi. Ê, cái này tôi nói thật đúng không mọi người? Chứ tôi không lừa đảo ai bao giờ cái gì nha. Đúng không? Là Sam có qua tặng hoa tôi thiệt, chứ không phải là đùa nha mọi người. Ê. Ok, nhưng mà đùa thôi. Thật ra thì nãy giờ Cam Mui nói trêu Kai là bảo Kai xấu trai, còn Phong là Kai đẹp trai, Phong đẹp trai, thì thật ra cả hai đứa em mình đều đẹp trai hết trơn đó mọi người, không ai xấu hết đó mọi người. Ok, và chúng ta bây giờ đi tỏ tình người tiếp theo. Đối tượng tiếp theo sẽ là ai đây ta? Ok, và bây giờ tôi sẽ gọi thêm một người nữa. Thật ra bạn ấy đây là mèo béo, cũng không hẳn là không phải thành viên trong Hero Team, đều là của Hero Media hết nha mọi người. Ok, hy vọng là mèo béo nghe máy đi. Trời ơi, hay là không biết mèo béo có người yêu chưa ta? Không biết nữa thì bảo kệ đi. Ok, nhớ. Sao mèo béo chưa bắt máy ra? Nghe máy đi trời. Hello, ai đây nhờ, Đây rồi. Ủa em, quên hết chị mà, tại sao em lại bảo ai đây nhờ là sao? Chị mà, Cam Mui. Quên, ai đây thấy lưu số này biết đâu. Ủa em? Tưởng tổng đài gọi cuộc gọi rác. Cái gì cuộc gọi rác? Cái gì? Tức là em định cúp máy luôn hả? Đang lim dim ngủ tự nhiên thấy điện thoại. Nghe đau lòng á, tức là cái mèo béo tính cúp máy tôi. Em có việc gì? Thật ra là cũng không có gì cả. Hôm nay ngày 14 tháng 2 em không đi chơi với người yêu hoặc là gì đó hả? Em có người yêu chưa ạ? Rồi, thì đương nhiên là chưa rồi. Em có sợ thế rồi nè. Có người độc thân đây ạ? Quên. Hôm nay ngày 14 tháng 2 á. Nên là thật ra là thì cũng không biết nói sao nữa. Ngày 14 tháng 2 làm sao lại nói luôn chứ. Ngày 14 tháng 2 thì mình kiểu ngày lễ tỏ tình mà đúng không? Thì đúng rồi. Thật ra chị biết là em cũng sô-cô-la nữa. Đúng rồi, đừng ngày lễ tỏ tình ngày tặng sô-cô-la này. Nên là thật ra thì từ lúc mà chị gặp em đến giờ chị rất là thích em ấy. Không biết là em chờ xíu, chị phải làm được cái này đã. Em chờ xíu nha, cho chị vài giây. Cái đấy nhở. Tớ. Ok, thế được rồi đó. Chị đang bắt cua đúng không? Chị đang bắt cua để rớt cái gì? Không có cua rớt nào. Ai chơi game? Bây giờ đang cần nghiêm túc, làm sao mà chơi game được cái hem, làm sao mà ấy được? Cái nghiêm túc thì nói như game nào, nghiêm túc là như nào đây? Ra là chị thấy em cũng đẹp trai nè, cũng cao nè. Thật ra chị rất là thích đẹp trai với cao nha. Đương nhiên rồi, xong rồi em tính, là đẹp trai với cao. Xong rồi chị thấy ra cái tính của em cũng hiền lành nè, tử tế. Nên là chị cũng có một chút thích á. Không biết em thấy sao á. Nhưng mà ngày này hình như thế bảo là phải có sô-cô-la xong rồi có quà gì cơ mà. Chứ không có được á. Có, nhưng chị cứ gọi trước để an toàn, nhớ đâu sau lúc tặng xong bị từ chối quê em á. Là chị gọi trước á. Nếu mà em thích thì chị sẽ lên phòng em tặng, còn không thì thôi. Mình đi ăn, mình đi xem phim, bất cứ đúng không? Thật ra em cố tình nói thế để lấy sô-cô-la ăn đúng không? Dạ, thì cứ đang đói, cho xin sô-cô-la đi. Nghe đau lòng quá vậy, đây cái này là tấm lòng của con gái người ta mà em làm thế, em khác là em có thấy em làm con người đúng đắn không? Kể chị là vai vế chị nè. Là
là chị nha, là em không được phép như thế nha. Chỉ khi nào mà mình nhận tình cảm người ta thì mình mới như thế rồi nhá. Đây đi lấy sô cô la của bạn gái vào ngày 14 tháng 3, nhầm 14 tháng 2, xong rồi bà là thôi, sao rồi không thích nữa hay gì hả, tính qua cầu giúp bà hay gì, đời sau không được thế nha. Lớn rồi mà còn đây còn phải để người khác dạy nữa hả? Thì thôi biết rồi thì biết rồi. Đây là người khác không phải chị em, chị không có khó tính, chị không có cọc cằn. Mình biết thôi, không cần sô cô la nữa, thôi biết rồi, thôi bye bye nha. Thế là có thích, thế là từ chối hả? Bíp 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 bíp. Rồi ok, chị kéo em đi. Trời ơi, cái gì hả? Nghe đau lòng thật chứ, để không, từ mọi người bình tĩnh để tôi dạy lại mèo béo mới được mọi người. Chứ còn này là không có được đi. Mà đời mà đi lấy rồi sô cô la của người ta xong rồi không cần biết tình cảm như thế nào. Trời ơi, tôi thất vọng về mẹ béo cho mọi người, thôi mình qua người khác đi. Người khác đi trời. Rồi, nghe máy rồi. Cái gì? Alo. Alo, gì ạ? Giọng thật á. Đây là giọng thật của nó mọi người. Hello đó. Em đang làm gì vậy? Em đang chuẩn bị gọi mọi người dậy qua video. Ủa vậy hả? Trước khi gọi mọi người á, hôm nay là... Ủa, chị tưởng hôm nay là chị nghĩ là mọi người sẽ đi chơi chứ. Em có bộ đâu đi chơi. Dễ đau lòng quá vậy. Không sao. Ở cái gì ta? Tôi định nói cái gì nhỉ? Từ tôi đang bị nghe cái giọng này, thành ra tôi bị quê rồi. Nói rỉa rồi. Em đâu biết. Từ nhớ rồi. Hôm nay là ngày 14 tháng 2 đúng không? Thì em có muốn ăn sô cô la không? Dạ, hồi nhỏ em rất thích ăn sô cô la nhưng mà lớn lên em thích rồi, nó béo. Ủa, không thích sô cô la ngon mà. Ôi béo lắm, em đang giảm cân vậy ơi. Cái gì? Rô phải gì cơ? Rô giảm cân á? Really? Giờ em lên 65kg rồi. Ủa em cần giảm hả? Ủa chị thấy người em nhỏ lắm luôn ấy. Em cần giảm làm gì? Em đừng giảm. Em không cần giảm đâu. Ra thì ngày 14 tháng 2 á, thì em biết là ngày này là ngày gì mà đúng không? Ai à đâu? Em biết mà đúng không? Ngày con gái tặng quà cho con trai. Đúng rồi, thì ra thì khi mà người ta tặng quà, nếu mà con trai nhận á, là nãy em bảo nhận rồi mà đúng không? Em chỉ bảo em ăn thôi chứ em đâu có nhận quà của chị. Ủa, thế là có nhận không? Bà đang định lại tôi đúng không? Bà đang định làm cái clip gì mà cái gì mà tặng quà 14 tháng 2 xong bà lại tôi đúng không? Không có đâu, làm gì có, chỉ có bao giờ đi gài ai bao giờ đâu. Nói chứ em không lấy đâu. Nên ngày mai để 14 tháng 2 xíu mình xuống. Đó luôn, tôi là có chuẩn bị sẵn luôn. Nghe ngay hả? Em tặng mọi người một hộp. Thật à? Thiệt. Ok, thế thì có đồ ăn rồi. Yeah. Ai cũng có bò rồi, có một mình chị không có bò thôi. Mà chị lớn hơn em. Nhìn đau lòng như vậy. Ai cũng có bò, thử tôi là sao? Thôi được rồi, không sao. Em có bò đâu. Không sao, dù gì thì Ro vẫn nghĩ nhất là cũng có một người em nghĩ cho mình là có tặng quà cho mình. Tôi cảm động quá mọi người, tôi khóc lên. Là người nói vậy thôi hả? Thật ra là đáng nghĩa ra là theo kịch bản á, là phải tỏ tình này đó, xong rồi chị bảo thích em này. Nhưng mà em biết kịch bản rồi, nói chuyện gì nữa. Chị chắc là do chị làm sâu sim với Sam thôi. Mà thôi, không sao. Thật ra thì mấy khi các bạn được nghe giọng thật của chị Ro đúng không? Trời ơi. Thề luôn đó mọi người, tôi đã nhiều lần dụ dỗ Siro nói giọng thật lắm rồi. Mà khó lắm mọi người, chỉ có lần này thôi. Không sao, cảm ơn em, coi như là đây là quà Valentine của chị. Thank you em. Ok, không biết là bao giờ Sim mới trả lời ta. Ủa quá, trời ơi, làm sao mà rớt luôn á trời. Ok, hello Sim, trời ơi, bây giờ mới ngủ dậy hả? Hello, Sim ơi, mạng em yếu quá vậy, đóng tiền mạng chưa vậy? Hello. Nghe thấy rồi. Ủa Sim, em giờ em mới ngủ dậy hả? Muộn lắm rồi á. Ủa em muộn lắm rồi, dậy còn quay video nè. Em biết nhưng mà em đang ngủ quay. Ủa sao lại không muốn quay? Trời ơi. Ủa, tại sao chị lại gọi em? Tại vì hôm nay là ngày 14 tháng 2 nên chị muốn gọi em đó. Ủa em sao lại khó tiếp vậy? Dậy Sim ơi, dậy quay video Sim ơi, đừng có ngủ. Chị gọi cho em, chị chỉ muốn nắm một điên nè. I love you na. Cho mưa xin một lần nước to tinh xin những biểu yêu yêu yêu. Không biết xin có nghe nào không ạ? Tôi là chị đang hát với em à? Không nghe. Em hay nghe. Em cũng thích, em không thích chị hả? Ôi à.
tình đó anh. I love you. Chị thích em hả? Yes. Em cũng rất thích chị. Thank you. Em biết là hôm nay là ngày Valentine nên chị rất là cô đơn nên chị mới tỏ tình em đúng không? It's okay. Em cũng rất không, rất là chị không có cô đơn. Chị không cô đơn. Chị bảo chắc lại là chị không cô đơn. Nói chung là ok. Cảm ơn chị đã tỏ tình em và ok. I love you so much. Cảm ơn chị. Em cũng rất là thương chị. Lát nữa sẽ đi mua sô-cô-la tặng cho chị. Yeah. Happy Valentine. Thank you. Trời mọi người thấy yeah. Chị có xem thương tôi thôi à, cả Sam nữa, Sam cũng tặng hoa cho tôi. Và những người khác không làm cái gì cả. Thôi chị em là số 1. Yeah. Yeah. Anh thấy chị đang quay video á. Thế là I love you, chị em mình yêu nhau. Yeah. Yeah. Bye bye. Bye bye, thank you. Ôi xin ngủ luôn à. Thật luôn à. Thật luôn. Thật luôn. Trời trời. Ok thôi tôi tắt máy để cho Sim ngủ đi. Ngủ tiếp đây mọi người. Còn video thì cứ để từ từ vậy. Ok, không biết là Mr. Việt có nghe máy không? Tôi thề với mọi người á, Mr. Việt là cái người mà khó khăn nhất trong cái cuộc đời của tôi luôn á. Trên cái thế giới này, gọi gọi cho Việt là khó khăn nhất với tôi. Ừ vậy á. Ok, ok, không biết là Việt nghe máy ra. Alo. Hello, hello máy phèn. Ờ, bê, gọi gì đây? Ờ, gọi gì, gọi gì? Ủa, ai biết gọi gì đâu? Ủa, bà này, tôi là cho đùa của cuộc đời, bà ai biết, bà gọi tôi, bà có gì bà nói để tí nữa đi họp nè. Ờ, ủa, đi họp nữa à? Ủa, sao họp nhiều vậy? Hay chứ, đến giờ họp thì phải, đến giờ họp thì phải họp, okay, có việc thì người ta họp, cũng thắc mắc nữa, sao có việc gì, gọi nói luôn. Anh thì gọi, người ta có việc thì người ta mới gọi, đúng không? Thì nhớ nhau à? Không, thì là như thế này, trong cái cuộc sống này á, có làm thì mới có ăn. Không làm mà mới có ăn thì không được. Đúng rồi. Đúng rồi. Tiếp theo bạn định kể cho tôi nghe câu chuyện về gọi là một chú mèo con bị lạc ở Bungary, xong rồi được một người Ấn Độ đón, xong rồi hiện tại đang sinh sống bên Nhật Bản và đang gọi là làm việc mà muốn trở thành một trong những cái con mèo đắt giá nhất hành tinh đúng không? Ủa sao biết hay vậy? Đúng rồi, tôi biết mà, bởi vì đơn giản mà nói tôi có hiểu gì đâu. Cứ phải bình tĩnh, bạn cứ bình tĩnh, cái gì thì cũng xong. Tôi không nể tình bạn của tôi với bà, diễn ra là được hơn chục năm nay thì chắc là giờ tôi xuống tôi kiếm bà, tôi đấm vào mặt bà luôn á. Bà tin bà đều đang, bà đang khiến cho tôi mất thời gian không? Đúng không? Bà đấm bay. Sao bà đấm bay vậy? Tất nhiên là. Tôi ok, xin lỗi, không đấm nữa rồi. Chứ có gì nữa? Muốn gì nói luôn. Thì hôm nay, bạn biết hôm nay là ngày bao nhiêu không? Hôm nay chính xác là ngày 14 tháng 2. Đúng rồi. 14 tháng 2 là ngày gì biết không? Ngày gì đấy mà đôi lứa gì mà nó đòi tặng sô-cô-la nhau đó. Đúng rồi. Bạn có số sô-cô-la chưa? Mình tại sao mình phải có sô-cô-la? Bởi vì theo luật quốc tế, từ ngày 14 tháng 2 theo luật quốc tế, nó là một cái mà thể hiện tình cảm giữa nam với nữ và các cô gái sẽ tỏ tình với các chàng trai. Chứ mình tại sao mình phải thưởng sô-cô-la? Thì đúng là thế, là mình mới hỏi là bạn có ai tặng chưa đó. Mình á? Có à? Thiếu gì rồi? Xin lỗi bạn luôn, mình là một người đàn ông có sức hút. Ghê quá, ghê vậy. Người đàn ông trưởng thành. Ghê quá vậy. Từ sáng giờ trái tặng. Ghê thật sự luôn á trời. Mới làm từ sáng, cuối làm gì có ai tặng. Thôi vì mình là người bạn tốt với bạn á. Nên là bạn có muốn nhận sô-cô-la không? Mới được thằng Hâm nào nó cho xong rồi không ăn mang qua đây hả? Đâu có đâu, ngày này là ngày nữ tặng nam mà, lấy đâu ra nam tặng nữ. Đầy, ở ngoài đường đầy, vẫn những ông vẫn đang chạy cắp cong đuôi lên đi mua, đi xe xong rồi đi mua quà sô-cô-la tặng bạn gái kìa. Sao cái khúc này thì mình xuống địa ngục ta? Bây giờ bạn muốn có sô-cô-la không? Mình tính tặng bạn đó. Trời trời, người ta nói móc nó mê, người ta nói khéo nó léo rồi, người ta nói như vậy mà vẫn còn không hiểu nữa hả? Tức là không muốn nói chuyện đâu rồi, cảm ơn nhé, bye bye. Nói Thì mất thời gian nhau không? Thì là 14 tháng 2 nên là mình tặng bạn sô-cô-la, coi như là mình bày tỏ tình cảm của mình đó đến bạn. Là như vậy á. Là sao? Là bà bày tỏ tình cảm với tôi hả? Đúng. Ok, yêu luôn. Ai đi lên phường đăng ký giấy kết hôn, yêu luôn, cưới luôn. Cái gì ghê vậy?
Chứ bây giờ lớn tuổi rồi, bây giờ mình cái gì mình giảm bớt được giai đoạn mình đâu phải là thanh niên tầm khoảng 18-20 đâu. Ô bây giờ mất công rồi, quen nhau rồi tán tỉnh rồi tỏ tình xong rồi yêu đương thì qua lại rồi đèo nhau đi xem phim rồi hẹn hò mất thời gian. Bây giờ nói chung là mình đến cái phần kết luôn nhá. Ok chốt nhà Mai lên phường. Không, xin lỗi em xin lỗi anh em hốn nạn nó, em thật là ngu ngốc. Mai, ngu ngốc, em xin lỗi Mai em, phải em, đi em, mà em không lỗi. Đi tôi cậy cửa tôi bế em, bà đi em xin lỗi anh em ghi xuống em xin lỗi anh dạ em không cần sao em không dám nữa em xin lỗi anh dạ em không dám ạ em xin lỗi lần sau em không dám nữa các bạn ạ. Mình thực sự là mình, các bạn có biết mình đang nói chuyện với các bạn mà đúng không? Thực ra các bạn hiểu như này này, ta là không cần phải ca mui khai mà là 14 tháng 2 nhiều năm nay rồi. Năm nào bà cũng gọi điện bà tỏ tình mình hết. Và sau đấy concept là nó sẽ có một cái video clip ở trên kênh YouTube. Nên là mình tuyên bố với những bạn nào đang xem video clip ấy, mình không cần biết bà phải khai luôn, mình quá quen rồi. Mình hứa các bạn là ngày này năm sau lại tiếp tục có một cái clip tỏ tình nữa. Mình chắc chắn. Mình quá quen rồi các bạn ạ. Nên là các bạn nhớ đăng ký và follow kênh mới của mình, quên kênh của mình nha, mình đang quay trở lại YouTube rồi đấy. Và nếu các bạn mà ủng hộ mình nhiều thì mình sẽ đủ có một quay clip. Nên là đấy là lý do vì sao mà bà ấy đang cố tình bà lại tiếp tục tỏ tình mình ấy. Còn nếu mà mình không quay clip không làm lại kênh chắc bà không tỏ tình mình đâu. Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Bye bye, I love baby. Mà không sao, vẫn yêu thương các mối rất nhiều. Cảm ơn đáng sợ quá mọi người. Tôi thề với mọi người vì tôi đáng sợ thật sự đấy. Trời ơi, có gì ai tỏ tình mà đi cái gì mà đi đám cưới rồi đấy các thứ không mọi người. Không có đâu, ghê thật sự đấy. Rồi thôi cái này mình bỏ qua đi thôi. Video của Camui để nghĩ, Camui nghĩ thì đây là kết thúc rồi này. Chẳng qua là còn Ruby nữa cơ, nhưng mà Ruby đi ngủ sớm mất tiêu rồi. Tôi không có nhờ được Ruby nữa, hơi buồn nhưng thôi không sao. Ok và các bạn ơi, và video của Camui đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn quên cho mình một like, một share, một subscribe và đừng quên chuyển để luôn nhận thông báo nhé. Đừng quên ủng hộ cho hết đứa tin bọn mình nữa. Và hẹn gặp lại các bạn bên lần sau. Mình rất là nhiều. Bye bye.